CS đấu thứ hai. Khớp đặt công. Xếp thứ hai khớp đặt công. Một công gặp gỡ bòm xả luôn. 1-0. Hai không. Ba không. Không có lỗi, điểm bòm 1-3. Lại phát qua lưới 4-1. Hai bốn. 3-4. Không qua lưới. Điểm khớp 5-3. Điểm bòm 4-5. Điểm khớp 6-4. Bảy bốn. Năm bảy, sao bỏ luôn vậy? 8-5. Mấy cái máy này sao vậy ta? Sáu tám. Máy này bị gì trời? Điểm khớp 9-6. Bảy chín. Ngoài. 8-9. Điểm cấp 0-8. Chín không.
11.9. Khớp giành chiến thắng 12-9. Để coi có xếp bài không nha. Mỗi bên thắng xếp. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Hãy like, subscribe ủng hộ thầy Di Vlog. Hôm nay mấy cái máy nó bị làm sao á, sạc pin nó vô pin mà nó lại tắt nguồn, không hiểu luôn. Kỳ lạ thật chứ.